Kênh Lê Nguyễn Hòa Kiển mến chào quý bà con và các bạn đã xem kênh nha. Thì hôm nay tiếp tục nhà vườn của Trí Linh là giao lưu phôi hoa giấy Mỹ nha bà con. Là nhà vườn giao lưu giá thì mềm dễ chơi, cây thì rất là đẹp, co lắc quái luôn nha. Bà con mình được cái giá ưu đãi khi bà con mình mua từ 5 cây trở lên nha. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Em chào Trí Linh. Dạ rồi, em chào anh Liêm ạ, chào tất cả cô chú anh chị đã xem kênh của anh Liêm ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong mấy clip vừa qua luôn. Hôm nay em tiếp tục lên cây mới, mong cô chú anh chị xem hộ nhà vườn em luôn ạ. Rồi em làm mất thời gian, em lên mã số 1 luôn ạ. Mã số 1 này hoành cổ của cây là 24, tổng chiều cao của cây là 35 và tổng chiều cao của đế 35, tổng chiều cao của cây là 60 ạ. Mã số 1 này thì em giao lưu đầu video 180k thôi ạ. 180k em bao ship nha cô chú anh Cũng chị. đặt lùng lực ha, dáng Cũng bay. dáng bay rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị ạ. Tất cả các cây bên em đều bao sóng bao ship toàn quắc luôn rồi nha cô chú anh chị. Chỉ 180k một cho mã số 1 thôi. Em tiếp tục lên một mã số 2, một cây dáng bay nè. Một rễ dáng bay. Rễ dáng bay rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Hoành cổ của cây là 23. Chiều cao của đế sổ là 40. Tổng chiều cao của cây là 45 luôn. Cây này, cây mã số 2 này thì em giao lưu giá 180k luôn nha cô chú anh chị. Chỉ 180k thôi cho mã số 2. Một cây một rễ dáng bay co lắc rất là đẹp luôn. Chi cành cũng rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Nếu mà cô chú anh chị ưng ý chốt ủng hộ bên em 5 cây thì sẽ được giá ưu đãi, em tính giá sỉ luôn ạ. À. Đây em tiếp tục lên một mã số 3 luôn. Một cây cực kỳ quái luôn này cô chú Cây anh lắc chị ơi. lư rất là đẹp nha cả nhà. Dán cây một rễ luôn. Hoành cổ của cây là 28 ạ. Tổng chiều cao của đế là 30, tổng chiều cao của cây là 45. Cây này thì em giao lưu giá khuyến mãi luôn là 200k thôi. 200k cho mã số 3 luôn nha cô chú anh chị. Đây. Cây nè. Cây này dán đúng Đứng bonsai luôn. đây hình thú rất là đẹp luôn nè, một rễ co lắc lượng luôn. Mã số 3. Em lên tiếp mã số 4. Cây khá là to luôn. Mã số 4 hoành cổ của cây là 27 ạ. À. Chiều cao đế sổ là 40, tổng chiều cao của cây là 55 luôn ạ. À. Mã số 4 này thì em giao lưu giá 190k em bao ship nha cô chú anh chị. Cây khá là to luôn nè cô chú anh chị ơi. Củ đế rất là đẹp. Mã số 4 chi cành rất là nhiều luôn. 190k cho mã số 4. Em tiếp tục lên mã số 5 này. Một cây okay. Một rễ Một rễ ấn tượng rất là đẹp luôn. Mã số 5 này hoành cổ của cây là 16, chiều cao của đế sổ là 40, tổng chiều cao của cây là 60. Cây mã số 5 này thì em giao lưu giá 170k thôi. Chỉ 170k em bao ship cho mã số 5 thôi ạ. À. Đây. Chi cành rất là nhiều luôn. Cây nè, một rễ lắc lượng rất là đẹp luôn ạ. À. Chỉ 170k luôn ạ. À. Cho mã số 5. Em lên tiếp một mã số 6 luôn. Một cây dáng bay. Hoành cổ của cây là 21 ạ. À. Chiều cao của đế sổ là 35. Tổng chiều bay của cây là 50. Này là mã số 6. Mã số 6 này em giao lưu giá 200k em bao ship luôn ạ. À. 200k nghe cô chú anh chị. Một cây dáng bay.
Một cây dáng bay to rất là đẹp luôn. Để nằm xuống cho nó đúng dáng luôn rồi chị. Đây. Đó. Cây này là dáng bay vậy nè nha cô chú anh chị. Chỉ 200k em bao ship luôn ạ. Cái mã số 6. Chi cành rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Em lên tiếp một mã số 7. Cây khá là to luôn. Cây này cũng dáng bay. Cái này là Một rễ. một rễ. Hoành cổ cây là 25 ạ. À. Chiều cao của rễ là 40. Tổng chiều cao của cây là 60 ạ. À. Mã số 7. Mã số 7 này thì em giao lưu giá 190k thôi ạ. À. Để nằm xuống cho nó đúng dáng bay. Đây, cái dáng của nó là gì đây cô chú chị? Nằm xuống nữa. Bài nữa, nó còn bài nữa đó. Tại vì cái chậu nó để đó. Đây, cái cây nó vậy nè cô chú anh chị. Cây 190k cho mã số 7 luôn ạ, à. Cây khá là to luôn ạ. À. Cây này to lắm nha cô chú anh chị. Mã số 7 chỉ có 190k thôi, em bao ship rồi ạ. À. Em lên tiếp một mã số 8 luôn. Cây này dáng bay đẹp nữa nè. Mã số 8 này hoành cổ là 24 ạ. Chiều cao của đế sổ là 40. Tổng chiều cao của cây là 50. Mã số 8 này hiện giao lưu giá 200k em bao ship rồi ạ. À. Chỉ 200k cho mã số 8 thôi nha cô chú anh chị. Đây một cây dáng bay đây. Khá là đẹp luôn, chi cành khá là nhiều luôn. Mã số 8. Cây khá là đẹp. Em tiếp tục lên một mã số 9. Mã số 9 này hoành cổ là 17 á, chiều cao của đế là 35. Tổng chiều cao của cây là 45 ạ. À. Mã số 9 này thì em giao lưu giá 150k thôi ạ. À. Chỉ 150k mình có một cây dáng. Cây nó quái vậy nè cô chú. Dáng bay nó có nó dạ. Hồi về. Cái dáng nó vậy nè, khá là quái luôn. Mã số 9 150k em bao ship rồi ạ. À. Dạ rồi em lên tiếp mã số 10. Một cây một rễ lượng rất là đẹp nè cô chú anh chị. Khá là quái luôn. Mã số 10 này hoành cổ là 20 ạ. À. Chiều cao đế sổ là 30 ạ. À. Tổng chiều cao của cây là 55 ạ. À. Mã số 10 này thì em giao lưu giá 200k em bao ship luôn ạ. À. Đây cây quái khá là lắc lượng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Một rễ lắc lượng. Chi cành rất là nhiều luôn nè cô chú anh chị ơi. Cây khá là quái đẹp luôn. 200k em bao ship ạ. À. Em lên tiếp mã 11 luôn ạ. Mã 11 này cũng là một rễ luôn. Mã 11 này hoành cổ là 24 ạ. Chiều cao đế sổ là 40 ạ. Tổng chiều cao của cây là 60 ạ. Mã 11 này hiện giao lưu 190k thôi. 190k em bao ship nha cô chú anh chị. Cho mã 11. Cây một rễ lắc lượng rất là đẹp luôn ạ. Em lên tiếp mã 12 đây. Mã 12 cũng là một rễ luôn. Nhìn nó lực rất là đẹp luôn. Mã 12 này hoành cổ là 29 ạ. À. Chiều cao đế sổ là 35, tổng chiều cao của cây là 50. Mã 12 này hiện giao lưu giá 200k em bao ship luôn ạ. À.
chỉ 200k thôi nghe cô chú anh chị. Mình có một cây một rễ rất là lực luôn nè, rất là đẹp luôn. Mã 12 200k em bao ship rồi ạ. Em lên tiếp một mã 13 luôn. Mã 13 này hoành cổ là 24 mà chiều cao đối sổ là 45 ạ. À. Tổng chiều cao của cây là 55 ạ. À. Mã 13 này thì em giao lưu giá 200k em bao ship ạ. À. 200k mình có cái cây rất là to luôn nha cô chú anh chị. Đây đặt. Đây đặt. 13 200k. Rồi em lên tiếp mã 14 luôn. Cây nè. Cây một rễ đẹp khá là đẹp luôn á. Mã 14 này hoành cổ là 27 ạ. À. Chiều cao của đế sổ là 40 ạ. À. Tổng chiều bay của cây là 50 ạ. À. Cây mã 14 này thì em giao lưu giá 200k em bao ship luôn ạ. À. Chỉ 200k thôi nha cô chú anh chị. Đây mình có một cây rất là đẹp luôn. Cái dáng cây khá là đẹp luôn. 200k cho mã 14 luôn ạ. À. Tiếp theo em lên mã 15 luôn ạ. À. 15 một cây trực đứng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đây, đó rất là dài luôn ạ. Mã 15 này hoành cổ của cây là 33. Chiều cao của đế sổ là 45 mà tổng chiều cao của cây là 55 ạ. À. Mã 15 này hiện giao lưu giá 200k ạ. À. Mã 15 200k em bao ship rồi nha cô chú anh chị. Một cây khá là đẹp luôn. Đế sổ dài luôn. Chỉ cần rất là nhiều luôn. Mã 15. Em lên tiếp mã 16 luôn. Mã 16 này hoành cổ là 17 ạ. À. Chiều cao của đế sổ là 40 ạ. À. Tổng chiều cao của cây là 55 ạ. À. Mã 16 này hiện giao lưu giá 150k luôn ạ. À. 150k em bao ship cho mã 16 luôn ạ. À. Cây rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Em lên tiếp một mã 17 luôn ạ. À. Mã 17 này hoành cổ là 21 ạ. À. Chiều cao của đế sổ là 40 ạ. À. Tổng chiều cao của cây là 50 ạ. À. Và mã 17 này thì em giao lưu giá 140k thôi. 140k em bao ship cho mã 17 ạ. À. Một cây mini quái. Mini quái nhìn là cô chú anh chị rất là đẹp luôn nha. Rồi. Đứng bên này luôn đi. Em lên tiếp mã 17 rồi. Em lên tiếp mã 18 luôn ạ. Đây, cây dáng bay này bán khuyến mãi luôn. Mình cổ của cây là 17. Chiều cao của đế sổ là 35. Tổng chiều cao của cây là 45. Cây này hiện bán 120k thôi ạ. 120k. Cây dáng bay mini. Một cây dáng bay mini rất đẹp nha cô chú anh chị. 120k em bao ship ạ. Mã 10 ạ. 17. Em lên tiếp mã 18 luôn. Mã 18 này hoành cổ là 19 luôn. Chiều cao đế sổ là 40, tổng chiều cao của cây là 60. Mã 18 này em giao lưu giá 120k luôn ạ. À. 120k em bao ship cho mã 18 luôn. Chi cành rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Em lên tiếp một mã 19. Một cây dáng bay rất là đẹp luôn. Mã 19 này hoành cổ là 19 ạ. À. Chiều cao của đế là 35 ạ. À. Tổng chiều cao của cây là 50 ạ. À. Mã 19 này thì em giao lưu giá 170k em bao ship luôn nha cô chú anh chị.
170k, 189 thôi. Mình có một cây bay quái rất là đẹp luôn. Em lên tiếp một mã 20. Mã 20 này hoành cỏ là 19 ạ, chiều cao đế sổ là 35 ạ. Tổng chiều cao của cây là 55 ạ. Mã 20 này thì em giao lưu giá 140k thôi. 140k em bao ship nha cô chú anh chị cho mã 20. Cây dáng trực rất là đẹp nha. Đây, em lên tiếp một cây bài quái mã 21 luôn. Mã 21 này hoành cỏ là 18 ạ. Chiều cao của đế sổ là 35 ạ. Tổng chiều cao của cây là 50 ạ. Cây này thì em giao lưu giá 170k luôn đi cô chú anh chị ơi. 170k cho mã 21. Cây siêu quái, chất lượng. Cây siêu quái mã 21 phải không ta? Dạ đúng rồi, mã 21 ạ. Mã 21 này mà em giao lưu giá 170k luôn ạ. Đây em lên tiếp mã 22 luôn. Mã 22 này hoành cỏ là 20 ạ. Chiều cao của đế sổ là 35 mà tổng chiều cao của cây là 50 ạ. Mã 22 này thì em giao lưu giá 150k đi cô chú anh chị ơi. 150k em bao ship cho mã 22 luôn ạ. Cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Em lên tiếp mã 23 luôn. Mươi 23 này hoành cỏ là 17 ạ. Chiều cao của đế sổ là 35 mà tổng chiều cao của cây là 50 ạ. Mã 23 này thì em giao lưu giá 160k ạ. Chỉ 160k em bao ship cho mã 23 này nghe cô chú anh chị. Nghe rất là đẹp luôn. Quái luôn nha cô chú anh chị. Chỉ có 160k thôi cho mã 23. Em lên tiếp mã 24. Mã 24 hoành cổ của cây là 18 ạ. Chiều cao đế sổ là 45. Tổng chiều cao của cây là 60. Mã 24 này em giao lưu giá 150k em bao ship ạ. 150k em bao ship nha cô chú anh chị. Em lên tiếp mã 25 luôn. Cây dáng bay rất là đẹp, chi cành rất là nhiều. Mã 25 hoành cổ là 21 ạ, chiều cao đế sổ là 30. Tổng chiều cao của cây là 40 ạ. Mã 25 này thì em giao lưu giá 150k luôn đi. 150k em bao ship cho mã 25 này luôn ạ. Đây, cây bay quái rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái dáng rất là đẹp luôn. Mã 25. Em lên tiếp mã 26 luôn đi. Mã 26 này cũng cây là cây cuối video của em hôm nay luôn. Em muốn khuyến mãi cây này luôn. Một cây dáng trực. Hình cổ cây là 17, tổng chiều cao của đế sổ là 40. Tổng chiều cao của cây là 80 luôn ạ, 75. Cây này thì em giao lưu giá 150k luôn đi.
150k bao ship luôn ạ. Cây này cũng là cây cuối video của em hôm nay, mong cô chú anh chị xem ủng hộ nhà vườn em luôn ạ. Cảm ơn chị Linh nha, mến chào bà con, chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều, hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.